tay nong rong quang rong cơ. Dương phá rương trong băng mùi kìa sân, đảm bấy nghĩa tơ tam đàn xã ca mập hiếp rô bò mê bàn chìa ca tiền phạm. Đại chìa xã hạ ca rây bất tốt rô bò lộp chào vài cùi. Bọn đà xã hạ ca rây tiền ọ, lộp tê xa xào. Quát miên vị bắt lâu chất chìa mùi lộp mơn ai du mọc hời. Tốt bấy chuộp khơi nhồ nhâm chạp đầy khả nìa. Có giật thất nọc nông lẹ khả nạ chi át công băng tiền ọ đài. Tăng bì chôl bầm ra khả nông con tọa bà bò lộp chào vài cùi. Lộp mơn ai. Miên Pratna vậy krao bì tắc chất snai hà chiết đòi xe mọt rộng. Đảm bây chanh công chặt chào dùn cho liên biến nụ tế. Cách ca rò bò quát trong bộ chiết. Thơ ai lộp chào vài cùi. Bà mốc hẹt bè trò bèng sở lãnh bên chất giang khả lăng. Trong nay lộp tê xa xong. Có miên côn xâm bát bà hạ nâng lộp mơn ai đài. Mà nẹ sớt tê chì mê tuộp. Đại miên thvây đai khả lăng bù kè riêng riêng khả lùn. Bọn tải, bao nị dây bì phiếp xoa hạp, nâng oang ai khả hàn vĩnh, bà gót chì lôc mơn ai, khả miên cu tâm lời. Nâu bêl đà bụi dùn bạ tuộp, rốt chặt chai o tờ nú. Mê bánh chìa ca khả mai dương mà nẹ, khom đào bà mô con tuộp, đà xoal bì xa lạp, mọc đông khả nịa bò chôm rôm xâm rạ cài. Phải ta lục tà mỏng, nâng lôc mơn ai bì nẹ bọn nọ tế. Đại bộng bàn chốc xâm rạ đòi xinh ngặt. Rốt quát công bông tè rì rô cực mặt châu bài. Đảm bay tục tôl nâng bà chà mật. Cái anh viên rốt tàu bằng cò tuập vì xâm rộc. Chôl mọc nông khát bè trò bèng xa chết mây mà đòn tiệt. Mê tuập tiền bì. Bàn bàn đai khả nì trò xong tàu rốt đam chư mùi đam khắp buộc. Bài mê xa khá. Miên mà lúc trò chân trò cháy. Nâu chân ngay đạch rò giao bì kê ai. Ông quý sruul buôn hỡi, mơn ai có bắt đám bằng lưu làm. Bởi ní, bất mên tài dùn việc bạ tuập rốt chặt chạy ọ. Bọn tài, vì mình toàn cho chanh dương tỷ. Dương thlop lưu lọ bay du hỡi, tuập ông lâu, cách xa hào nà. Cao bị lực mụn, dương túc tôl chi mùi viết tư mân chân nha, mà đòn rùi tàu hỡi. Bởi dương mình rốt mặt cho bài tam đàn vĩ, xâm lắp bóng bát bụt bì lơ phàn đầy dương tế. Ngay cào, bà gót chưa vì bóng có tuập, mọc cho liên biên dương tiết bóng khàn lại. Sắp ngay ní, vì bà gốc mặt cho bài, tăng bì xong kriêm phái đảo, rô hốt đol xong kriêm chất xa. Viết đa bần dôl bần cho bần chôl, bọc bần cháu xâm ra đầy tôn xa rô bọc bóng ôn khám ai dương, áo xa rô lanh rô bọc cực rông rô bọc vĩ. Vì hiên trai lùi đời ạch xâm trái đáy. Đảm bây tinh cơ bào chôn vùng quên chiếc mùi dùm nguồn tốt. Áo bòm ra phò bà dòi khám mau ngô ngất rô bò vì. Trong cuộc nhóm, đà miên chiêm chô ở chiếc máy. Bút nẹ trong bắn. Mình prôm luộc ụ đoàn kế tệ, giang đạch khạp. Hơi đạch nhà chất to xù. Rô hốt đò thằng ấy áo vật gian nây chi vật. Lột ta mòn, lưu mơn ai nị dây giang mơn mắt đôi chân này. Quạt sạp bài chật nà. Rồi nhạp bồ bịa tọp vinh ất bằng ẩn. Lúc nị dây ní, chom chia trâu na. Dương chiếc mai mà chả sợ đọc. Trâu tè miên xa ra đây on ai to su chiên nịch. Hơi chia bì xế. Trâu tè bằng hát con tuập ở chai pra xong kriêm chất thật xa. Các bố chiên vi mùi cầm ra tiệt. Đảm bây ai sợ đọc nâng cầm rôm ca rô bỏ lột chào vài cùi. Đè l bán bảo ca giang mô hà la rắc. Bạp đòl bà chia chôn khám ai. Cục đâm bọn chôn bọt. Cầm ai chưa tam ca khô sân rô bỏ vi. Hơi nôm khả nìa krao châu là vì công tích ông bơ chí liên biến ở vị nha phốt bụt bị tật đầy khả mai dự. Mùi chi vật ní, khi nhóm ban xa cha hơi chia sạch. Cứ đo rạp na chi vật ở bọc khi nhóm nâu rùa. Khi nhóm bần áo chào dùn luân dục tật đầy ban mùi chôm ám dạng đạch khát. Bần tài, ca đạt phước ở khi nhóm prui bà rộm tàu hà nạ cột nút. Cứ nâu lơ môn trầy dưỡng. Đại mình bồm cho xong rộng khní, đôi tức nâng bền. Nẹ khá sài bàn tô hay à tè mọt. Tè chất công nít khá mau có khó, bốc rồ lùi, rốt lệch đã khá miền. Khá, khóm to su kranh nô nil khá nông xa mò rập hùm. Trò lắp chia trâu tù tù bị chọt dàng ạ cho tê thô tàu vĩnh. Đôi chân này, ta công lăng xa mà kì, thật nâu tròn nà. Lột ta mòn, đỗ đăng hàm thông mùi dân túc tớp bằng tò tiệt. Sọp tháng ngày ní, xong kriêm cho liên biên bàn riêng tập bàn sơ tè cực khát ở bò dương. Nộp nay kháng đàn đầy cào ní tàu hỏi. Bọn tài, khát bệnh trọc bèng dương, miên viết nà ác rõ, hơi thương ngôn chiên khát kê tiếng ọ.
ឥឡូវនេះបើយើងមិនចាត់ការតាមបំផ្លាញជំរករបស់ពួកវាភ្លាមភ្លាមទេយើងប្រកាសជាទទួលគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយមិនខានប៉ុន្តែរឿងនឹងលោកមេតបប្រហែលជាជ្រាបខ្លះហើយចំពោះអំពើដែលសហការីខ្លះរបស់លោកសេនាបតីរៀបចំគម្រោងការឈ្នាននេះតែគ្នាឯងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនិងបុណ្យស័ក្តិតួយ៉ាងដូចជាលោកភូឈួយគង់ជាឧទាហរណ៍ជននេះដើរឆ្កឹះឆ្កៀលគេពីមួយទៅមួយបង្កើតជាចលាចលផ្ទៃក្នុងគួរឲ្យខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែរឿងនឹងយើងគួរតែបញ្ចប់វាប៉ុណ្្នឹងចាស់ព្រោះយើងជាអ្នកដេកប្រៃពុំដែលមានពេលនឹងជំរះបញ្ជីផ្ទៃក្នុងឲ្យជ្រះស្រឡះក្រៅពីលោកចៅវាយយើងឡើយមើលអាចលឺតាមងពោលពាក្យយ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះក៏បើកភ្នែកមូលក្រឡង់បញ្ជាក់សួរថែមទៀតយីពុំមែនទេឬលោកព្រោះអ្នកខ្លះច្រើនតែបញ្ចេញលក្ខណៈតាមសម្បកក្រៅតែគំនិតមាយាទជ្រៅជ្រះធ្វើការបានផលផងដែរបើតាមខ្ញុំដឹងអាកប្បកិរិយាភូឈួយគង់តែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះការ VFCOP ជារឿងម្យ៉ាងសម្រាប់មនុស្សដែលមានចរិតរបៀបនេះតាមងងក់ក្បាលមួយមួយរួចបញ្ជាក់តទៅទៀតលោកនិយាយនេះខ្ញុំស្ដាប់បានហើយហើយមិនមែនមានសេចក្តីថាខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមឬច្រណែននឹងមុខការរបស់គេនោះទេប៉ុន្តែតាមការសង្កេតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាមនុស្សល្អឬមនុស្សអាក្រក់ប្រកបជាបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាយ៉ាងជាក់ច្បាស់ឲ្យយើងដឹងពុំខានលោកមើលឯងឯងមានចាប់អារម្មណ៍ទេការលោកសេនាបតីហៅទៅរួមប្រជុំលើកមុនលោកបានបញ្ជាក់ផ្ដែផ្ដាំជាចុងក្រោយថាការប្រយុទ្ធផ្ទាល់ជាមួយខ្មាំងកុំឲ្យមើងងីខ្មាំងថាអន់ថយជាងយើងឲ្យសោះការតស៊ូហាត់ពត់ស្មារតីកុំឲ្យតក់ស្លុតគឺជាភារកិច្ចរបស់កងទ័ពសាមគ្គីវិញត្របាញ់ឲ្យបានជាធ្លុងមួយក៏ជាភារកិច្ចរបស់កងទ័ពដែរហើយលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការសន្តោសគ្នាទៅវិញទៅមករវាងនាយទាហាននិងនាយទាហានក៏ចាត់ទុកជាមហាគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ជាតិសាសន៍នីមួយនីមួយដែរពិសេសទៅទៀតស្រុកកើតសង្គ្រាមកុំច្រឡោកច្រឡំរឿងស្រីញីឲ្យសោះព្រោះស្រីជាអាវុធដ៏សាហាវឬជាដំបៅមហារិកក្នុងកងទ័ពយើងត្រូវតែចាំទៀតថាយើងជាខ្មែរត្រូវយកប្រពន្ធខ្មែរបើយកប្រពន្ធយួនក្នុងពេលស្រុកកើតសង្គ្រាមនេះនយោបាយជាតិប្រកាសជាតុនខ្សោយជាពុំខានប្រសាសន៍របស់លោកសេនាបតីមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងលបងគង់ប្រើស្នៀតនេះលើសដើមលោកមើលឃើញទេថ្ងៃនោះស្រាប់តែបណ្ដាលស្រីក្រមុំយួនយ៉ាងស្អាតលេខមួយមកគៀកកាយស្ទើរតែភ្លេចការងារអស់រលីងខ្ញុំព្រួយណាស់ក្រែងស្រីយួននោះជាភ្នាក់ងាររបស់យួនក៏មិនដឹងលោកមើលឯងងក់ក្បាលយល់ស្របនឹងសម្ដីដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់លោកតាម៉ងហើយបានលើពាក្យតបទៅវិញលោកតាមានប្រសាសន៍នេះពិតជាត្រូវមែនខ្ញុំពុំបានសង្កេតមើលលក្ខណៈវីឲ្យបានដិតដល់សោះតែខ្ញុំអាចចំណាំវាបានខ្លះៗយូរមកហើយខ្ញុំក៏លាក់ទុកក្នុងចិត្តមួយគ្រាសិនទៅតែបើវាហ៊ានលក់ក្បាលឲ្យជួននោះខ្ញុំនឹងកំចាត់វាជាមិនខានព្រោះបើទុកវាឲ្យនៅនាំតែចង្អៀតផែនដីទេការចរចារវាងលោកមើលឯងនិងលោកតាម៉ងបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាពីសំណាក់មួយទៅសំណាក់មួយយ៉ាងឆាប់រហ័សភ្លាមនោះស្រាប់តែឮសន្ធឹកខ្យល់ស្រែកសន្ធាប់យ៉ាងរញ្ជួយដីលោកមើលឯងនឹងតាម៉ងក្រឡេកមើលទៅចំហៀងខ្លួនឃើញទ័ពយួនក្បាលខាប់រត់តម្រង់មកតែម្ដងមេទ័ពទាំងពីរមិនបងអង់ឲ្យខាតពេលយូរទេប្រញាប់នាំគ្នាស្ទុះទៅកាន់ជំរំទ័ពរៀងខ្លួនហើយស្រែកបញ្ជាទ័ពឲ្យចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយពួកវាភ្លាមការប្រយុទ្ធលើកនេះទ័ពខ្មែរយើងទន់ដៃយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពុំនឹកស្មានថាវាអាចបង្កទ័ពបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមានគ្នាច្រើនក្បាលដូចស្រមោចបោលសម្រុកចូលមកមិនខ្លាចស្លាប់ទាល់តែសោះទោះបីជាលោកមើលឯងលោកតាមងលោកមនោរៈនិងលោកទេសាសោមខំរួមគ្នាបញ្ចេញស្នាដៃអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុំអាចទប់ទល់ជាមួយពួកវាបានដែរឱកាសនោះលោកមើលឯងមានទឹកមុខក្រៀមសម្ដែងការអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងគូប្រយុទ្ធបានប្រឡូកជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃកងទ័ពយើងមានគ្នាតិចកំឡាំងសោយក៏វាដកទ័ពថយទៅរកទឹះដៅដែលលោកមេទ័ពមើលឯងបានបញ្ជាទុកជាស្រេចចំណែកលោកមេទ័ពដ៏ក្លាហាននោះវិញហក់វឹងទៅឈរពាំងពីមុខទ័ពសត្រូវ
hơi sốt kia tha bom bằng khổ luôn. Prom tiếng cúi smau chốt chip bồ, rọc mơ nẹ, bởi dốt tôl nâng tuộp dùn, ốc bêl mùi rồi dạ thống. Tớ phía khổ luôn tớ tam con tuộp khmai, để bán ví đọ thôi phót. Bắt sở màu lột chào vài cùi cáo bị ban đăng thả mai dương bạc tọp chanh dùn hời lột rô sạp rô xóa nông chấp giang khẳng mùi xuân tu thì hiên mà nẹ rụt trò hết trò hò màu chùm riêng lột thả lột mơn ai nâng ta mong prom tiếng lột mà nô rô bạc tọp chanh kê hời lột mơn ai bán bánh chiếc nhóm bạc aoi mọc anh chơi bệ đa chì côn riêng chòm khá luôn chanh bì tin đi phìm prô tọp dương nào rông chăm tù tù bệ đa chì côn kháng cao ai nào. Xôm bệ đại trị côn bà nhà bàn tách tuốp ông lâu vì vi lốc mọc đo tin ni ấy lâu hời. Nét nôm xa chùm riệp lục ốc nhà sơ ta màn toàn phát cân tôi mọt phóng sạp ta phu chui cùng đa mọc đo bằng chân ca vi ca giang khai nhà rảnh cao khăn ông mình speak đào giang song hà bỏ chùm hiên thngôn tờ rô lục ốc nhà cùi bòm rong ha mọt chô chế ta cổ lệ khơi ta cổ lệ khơi tì hình mà nẹ nó có bài nút có chô xin nghiêm tàu vĩnh lốt cho vài cùi mơ mốc phu chùi cùng bánh tích có miếng pro sạc thả lốt phu chùi xôm lốt riêp trăm khá luôn chanh bì tí ní chì mùi khá nhộm bà dương mân kích khá luôn sân tế chì vất dương trao sạp môn ca to su bông khán phu chùi cùng lư lốt ốc nhà cùi bạp có phơ rắc giang cỏ ớt cỏ tồn rút pra bà giúp mùi khía tàu căn cho vài nì thả mình cú toal tè xò lúc mơn ai ta mong chi mân út lọp ong ai bùng miên nẹ na priếp tâm bàn chó mà đong này hát mà đách có sao ấy ai mà lát bạ tọp chanh dùn sọ sọ anh chẳng đôi chi mân xóm sọ khi nhóm sài na đời khi miên khi nhóm tàu bà giúp chi mùi phòng bê nụ bà miên khi nhóm sạp ruộng có lo mơ đà tám chú bò nhóm dồ thả dương mân trâu rốt chanh bì tì nì tê trâu ta nấu bà lột chìa mùi bụi vía ỏi khơi xo so khám mau mà đồng sần ruộng ca sạp nâng ruộng vì chìa cả ra này kích rô bò tuập tế tá lột ốc nhà mân dồ sọp có bằng thèm tiệt thả ấy lâu công nì dây chán trâu tế chanh bì tì nì mùi kìa sần đó bê lột chào vài cùi bằng khám khăn bế tớ phu chùi cung dồ sọp prôm kích luôn bì tì nù tiếng đào cổ hài bọn tài ca cơ bọt ở bộ phu chối cùng lúc cho vai quý mình bàn trịp tì bố chôn đà bằng cọp khá luôn trăm bước xì rung tay khá nông bị bạ bạc rô băng mốc viên nà mất ơi chăm cho bọn bọn sợi bọ mơ chiết khai mà ra khá nông chôm nguồn nô xạ mây ốc nhà chư chất khói xa snai hà tực đầy lúc khóm bú bì rẽ xa khai mà ra khăn khát bồ rầy khai xạ một tục mơn ai ta mòn mê tuap smot trăng chất khmai bồ rì sụt đồng hai đà tàm ốc nhà nuộm mục phu chui gọt tục bọt chiết đèn đầy bà mang chi mùi khai còn lòng màu lột cho vai cùi bạn có hào xa hạ ca rây tiếng ơ màu khuôn bà chùm đàm bay rì rốt mặt cho bài đinh con chặt khmang chanh bì khát bè trọc bèng cál bà xa hạ ca rây màu chuốc chùm khní hời lột bà mục hát krao cho xâm đài cả cua xóm khăn ông ăn bà chùm rùi tớp miên bà xa thà mà đòn ní dương trâu tô tùl bà ra chay giang chú chọt bọn ta dương mân trâu tô chật tì phương đách khní dương miên chùm đun tách chiên kì ấy lâu ní dương bà mô khní khní bàn khla mọc vinh hời khi ông chứa chịa thả bà dương ruộm xa mà kì khní bà quát chơi miên chùm hô răng bằng khăn ông ca vi cầm chạp bụ vi bông khàn dương chia tì hiến trâu tè dôl vị này con tuap oi cho bà sắp bóng qua bà bò mê đè bàn chi oi ạ nụ vọt mình trâu rốt cho xa mò rập hùm nâu bê đè gồm bông bà giốt chìa mùi khám ăn tì trâu tè tăng chất oi mùa mốt đô sạp ruộng đàm bầy chiệt trong nay rút nhóm xôm ở lô con tục nông chật cho mùi chi vật ní nhóm sốc chật sạp đàm bầy chiệt miết tục hùm chia tì xa hà cứ mình prom ruộng nâu gồm cả chi chôn rập bò bà cha mất giang đại khát mà giáng tiền con tuập dương trâu tê chê vị trí chất tờ xa prap bôn dô lô bông bôn ká mô cổ ká sĩ cổ rê srai trong cả ôi phía rô lắc xa mà ra đây là công tranh ưu bài coi dùn ôi xò bố vi chia sạch trâu suốt bụi rô bò kèm ai bà chám sạp tà vọt mọc hời đâm bôn miên rô bò lột cho vài cùi phư ôi xa hạ ca rê tiếng ơ bình chất giang khẳng hơi sạch cha bạch nhà ác nô vọt cô ca tiếng ni rô hốt tô tút bàn chô chày.